Chúng ta lại gặp lại nhau trong chuyên mục Bí mật bật mí. Thưa quý vị, trên thế giới của chúng ta thì vẫn còn muôn vàn những cái điều mà bí ẩn mà chúng ta chưa có lời giải đáp. Và thưa quý vị, chuyên mục Bí mật bật mí là chuyên mục dành để giải đáp những cái điều bí ẩn này. Và chuyên mục này được phát sóng trên kênh YouTube mỗi ngày một tập. Rất mong rằng quý vị khán thính giả sẽ yêu thích chuyên mục này. Và ngay sau đây sẽ được trân trọng kính mời quý vị cùng xem video. Những vùng đất quỷ ám đầy bí ẩn trên thế giới đến nay vẫn chưa tìm được lời giải đáp. Bermuda không phải là nơi bí ẩn duy nhất trên trái đất có hiện tượng chưa ai có thể giải thích được. Những bí ẩn đằng sau hồ Anzikuni, điều dị thường ở Nam Đại Tây Dương, Point Pleasant, Superstition Mountains, Bigelow Ranch, đến nay vẫn chưa có lời giải đáp. Mặc dù có rất nhiều các thuyết âm mưu và những truyền thuyết, câu chuyện xoắn theo thời gian, những nơi này cho đến nay vẫn là những câu đố hữu hình mà chưa có bất kỳ câu trả lời nào. Tam giác Bermuda Bắc Đại Tây Dương. Trong nhiều năm, địa danh này là một trong những bí ẩn lớn nhất thế giới. Hàng trăm tàu thuyền và máy bay đã bị mất trong và ngay bên ngoài tam giác kể từ khi Christopher Columbus là người đầu tiên ghi lại sự tồn tại của nó. Lưu ý la bàn của con tàu của ông ngừng hoạt động và ông nhìn thấy một quả cầu lửa trên bầu trời. Sự biến mất trong khu vực khét tiếng này đã nhiều lần được đổ lỗi về sự huyền bí, với những gợi ý nó có thể là một cơn lốc đến một không gian khác đã vận chuyển những linh hồn tội nghiệp trên tàu ra khỏi vũ trụ của chúng ta. Trung bình có khoảng 4 máy bay và 20 chiếc thuyền đã bị mất mỗi năm, không có dấu vết của bất kỳ mảnh vụn nào. Sự mất mát lớn nhất được ghi nhận là vào năm 1945 khi 5 máy bay ném bom phóng ngư lôi của Hải quân Mỹ bay từ Fort Lauderdale, Florida, đến đảo Bimini không bao giờ xuất hiện sau khi một cuộc gọi radio từ 14 người trên tàu và la bàn của họ ngừng hoạt động. Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy những miệng núi lửa dưới đáy biển khổng lồ có thể là dấu hiệu cho thấy lý do tại sao các tàu bị mất tích và không còn một mảnh vụn nào. Hồ Anzikuni, Nước Avut, Canada, nép mình trong khu vực kỳ Valik của vùng nông thôn Nước Avut ở Canada. Cảnh quan kỳ quái này được mệnh danh là ngôi làng của người chết, đặt tuyên bố cho một loạt sự biến mất không giải thích được trong hàng trăm năm. Câu chuyện nổi tiếng nhất vào tháng 11 năm 1930, toàn bộ làng Inuit biến mất không có dấu vết và cho đến ngày nay, các cuộc điều tra đã không thể tìm ra nơi họ đã rời đi. Các lý thuyết về người ngoài hành tinh, ma và thậm chí ma cà rồng đã nổi lên trong những thập kỷ sau kể từ đó. Bất thường Nam Đại Tây Dương, được mệnh danh là tam giác quỷ Bermuda không gian, vùng dị thường Nam Đại Tây Dương, South Atlantic Anomaly SAA, là một trong những khu vực bức xạ nguy hiểm nhất đối với các chuyến bay vũ trụ của con người. Theo các nhà khoa học, vùng không gian dị thường này là nơi mà các vành đai bức xạ Van Allen chứa hạt mang điện tích tiếp cận gần nhất bề mặt hành tinh chúng ta. Đây là nguyên nhân khiến cho các vệ tinh trong hệ thống vệ tinh Global Star lâm vào tình trạng hỏng hóc, nhiễu loạn, không hoạt động được. Phi hành gia trên tàu Con Thoi cho biết, phiền máy tính của họ đôi khi lại bị đánh sập khi tàu di chuyển xuyên qua vùng bất thường trên mà không hiểu lý do tại sao. Đến nay, các nhà khoa học vẫn tiếp tục nghiên cứu những bí ẩn tại vùng không gian phía trên Nam Đại Tây Dương này. Point Pleasant, Tây Virginia. Bí ẩn xung quanh khu vực Tây Virginia đáng sợ này bắt đầu vào những năm 1960. Nhiều người dân địa phương đã bị khủng bố bởi một sinh vật mắt đỏ, bảy chân giống một người đàn ông. Sinh vật đáng sợ này được gọi là Mothman và từ đó trở thành chủ đề của một cuốn sách và một bộ phim kinh dị. Vào tháng 12 năm 1967, một cây cầu địa phương sụp đổ khiến 46 bị chết. Sau đó Mothman không bao giờ được nhìn thấy lần nữa. Nhiều người cho biết nhìn UFO sightings và Men in Black lang thang trong khu vực, nhưng những thông tin này chưa được kiểm chứng. Dãy núi mê tín dị đoan Phoenix, Arizona. Truyền thuyết kể rằng một người Hà Lan tên Jacob Wand đã khám phá ra một mỏ vàng khổng lồ ở những ngọn núi này vào thế kỷ 19. Anh ta đã giữ vị trí bí mật này cho đến tận khi chết. Tuy nhiên, có nguồn tin suy đoán rằng anh ta có thể đã nói với một người khác về bí mật này trước khi chết. Kể từ đó, nhiều cuộc thám hiểm để tìm mỏ vàng của người Hà Lan, những người khám phá đã ra đi và không bao giờ quay trở lại. Một số người Mỹ bản địa tin rằng những ngọn núi giữ lối vào địa ngục. Trang trại Bigelow, Utah, là nơi dấy lên tin đồn có sự xuất hiện của UFO và những đột biến về động vật. Trang trại rộng 480 mẫu anh này đã được bao phủ bởi sự bí ẩn trong nhiều thập kỷ.
Đỉnh cao của diễn biến kỳ lạ xảy ra vào năm 1994 khi hai nông dân chủ của trang trại tên là Terry và Gwen Sherman đi ra ngoài đồng cỏ nơi một con sói khổng lồ rất hung dữ tấn công họ. Họ đã cố bắn nó bằng một khẩu súng ngắn nhưng những viên đạn không hề gây trở ngại cho con vật. Khi họ cố gắng theo dõi nó, những dấu vết của con sói kết thúc đột ngột như thể nó đã biến mất. Sau một loạt các sự kiện bí ẩn bao gồm cả đột biến gia súc và nhìn thấy UFO, những người nông dân đã rất bối rối và họ quyết định bán trang trại 2 năm sau đó. Giờ đây, nó thuộc sở hữu của Robert Bigelow, người đã thành lập Viện Khoa học Khám phá Quốc gia và tiếp tục nghiên cứu về bí mật hàng đầu của trang trại này. Tuyến Nazca, Peru, nền văn minh Nazca, nơi sinh sống của Peru từ khoảng năm 500 đến 200 trước công nguyên, đã tạo ra những bản vẽ khổng lồ trên cát đã khiến các nhà khảo cổ học bối rối một thời gian. Nằm 400 km về phía nam thủ đô Peru, Lima, các hình vẽ bao gồm động vật, thực vật và hình dạng hình học bí ẩn. Trong khi các chuyên gia không rõ mục đích của bản vẽ khổng lồ là gì, hầu hết đều đồng ý rằng họ có thể xuất phát từ hành vi nghi thức như vẽ các bản vẽ đủ lớn để các vị thần của họ có thể nhìn thấy chúng từ trên trời. Những người khác cho rằng chúng được thiết kế để giúp điều hướng sa mạc không có nhiều cột mốc. Tuy nhiên, các chuyên gia của Đại học Yamagata tin rằng các hình vẽ này được tạo ra như một con đường trang trí hướng dẫn Nazca đến trung tâm nghi lễ cổ của cá Hợchi, nơi nghi thức và chôn cất đã diễn ra. Stonehenge, Anh, một trong những di tích thời tiền sử lâu đời nhất và được bảo tồn tốt nhất trên thế giới là một điều bí ẩn bởi vì chúng ta không hiểu làm thế nào hoặc tại sao những tảng đá khổng lồ này lại được xếp lên nhau một cách hài hòa như vậy. Khu vực 51, Nam Nevada, Hoa Kỳ. Nhà lý thuyết âm mưu tin rằng phần còn lại của UFO bị rơi được lưu giữ tại khu vực 51 được đồn đoán là nơi lưu trữ các mảnh vỡ của đĩa bay rơi tại thị trấn Roswell, thuộc tiểu bang New Mexico, Mỹ, năm 1947, hay bảo quản xác của người ngoài hành tinh, vùng 51, Area 51, một căn cứ quân sự tuyệt mật của Mỹ, là một trong những vùng bất khả xâm phạm, thuộc hoang mạc Nevada, cách thành phố Las Vegas khoảng 130 km. Vùng 51 không có tên trên bản đồ chính trị của Mỹ. Mãi đến năm 1990, người ta mới biết đến sự tồn tại của vùng 51. Với hệ thống radar dày đặc cùng địa thế hoang mạc bao quanh, bất cứ một hành động tiếp cận nào từ bên ngoài cũng bị phát hiện nhanh chóng và khống chế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Quý vị, kênh anh chị và các bạn vừa xem xong chương trình. Và bây giờ, xin được gửi lời chào thân ái và hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo.